Harry Won than thở vì gặp sự cố ngoài ý muốn. Sự cố liên quan đến giấy tờ tùy thân đã làm cho Harry Won không giấu khỏi sự buồn bã. Cuộc sống đời tư của vợ chồng Trấn Thành Harry Won luôn là chủ đề được cư dân mạng không ngừng bàn tán ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Mới đây trên trang cá nhân, Harry Won đã không giấu khỏi sự buồn bã khi nói về sự cố ngoài ý muốn cô đã gặp phải. Dù gặp phải trục trặc về giấy tờ, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn khá lạc quan và vui vẻ. Cụ thể nữ ca sĩ cho biết, mất chứng minh nhân dân mai phải đi xin tiếp. Hai. May là có file hình KKK. Bên cạnh đó, cô còn hào hứng khoe hình ảnh thẻ đẹp không tì vết khiến cư dân mạng không ngừng suýt xoa. Một khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Harry Won. Trời, hình ID này là thứ mà tất cả chị em phụ nữ mơ ước, kể cả tôi. Xinh quá à, đẹp mãi như vậy bạn nhé. Ngay sau đó, nữ ca sĩ vui vẻ trả lời, phải có một ngày đi qua Hàn Quốc, chơi với gì thôi. Ra đó dẫn chỗ đi chụp hình luôn, KK. Thời gian gần đây, chồng Harry Won liên tiếp gặp nhiều ồn ào, thị phi liên quan đến phát ngôn, đời tư và công việc. Điều này vô tình khiến cô cũng trở thành nhân vật được nhiều khán giả ra sức truy hỏi, thắc mắc về mọi tin đồn, nghi vấn của Trấn Thành. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn tận hưởng cuộc sống và lựa chọn im lặng.